Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An luôn lấy người bệnh làm trung tâm. Xin gửi đến hội thi tiểu phẩm nơi thắp sáng niềm tin dựa trên câu chuyện có thật. Tiết mục tự biên với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Anh trong vai mẹ chồng, Nhật Trang trong vai bệnh nhân Ngân, Lê Hiền trong vai điều dưỡng Hiếu, Nguyễn Thắm trong vai em gái Ngân, Trần Hải trong vai bác sĩ trưởng khoa cùng các vai quần chúng. Tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Chức năng nơi cửa lò văn minh thân nô thiền là điểm đến của bao người, nơi thắp sáng niềm tin nô là người thầy thuốc nhân dân lương y như từ xuân cho cuộc đời. Thưa quý vị, thưa hội thi, Sở Y tế hôm nay mở hội cùng ba chúng ta hội tụ tranh tài đội tuyển Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An đến từ phố biển Cửa Lò. Xin gửi lời chào chúc hội thi thành công rực rỡ. 65 năm trên chặng đường dựng xây và phát triển, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An đang phấn đấu trưởng thành chuyên môn giỏi, tâm đức sáng trong, hết lòng vì người bệnh. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Nghệ An, bệnh viện chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, văn minh, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khang trang theo mô hình bệnh viện khách sạn. Để hướng tới sự hài lòng, niềm tin của người bệnh từ lãnh đạo đến nhân viên, các bộ phận, ban phòng thấm nhuần tinh thần đổi mới phong cách phục vụ người bệnh, chuyên môn giỏi, tâm đức sáng trong, hết lòng vì người bệnh. Lỗi tại con. Chị là cô giáo, chị thông minh chẳng chị chấm hiểu đấy rứa. Đen đuổi cho nhà này khi cô về làm dâu, con trai cho nhà này răng đời của tôi gặp vấn hàn. Con tôi lại rước họa vào người không tại cô. Chẳng lẽ tại trôi, chẳng lẽ con bị tai nạn đến tàn phế như thế này là tội hả mẹ? Nhà này cưới dâu về là để sinh con đẻ cái, nồi dòi tông đường, mở mang gia sản, chứ không phải là để nuôi bảo cô nhá. Có ai muốn như thế này đâu mẹ. Thế này mới tốn kém bao nhiêu tiền bạc. Đi bệnh viện trung ương mổ xẻ chứ chẳng, lại còn bệnh viện địa phương. Đó, ở bệnh viện phục hồi bao nhiêu tháng, chuột cuộc thì vẫn cứ xé lắm. Con bị thế này, con xin mẹ cho con thêm thời gian mẹ. Ừ, thời gian. Đây, đồ đạc của chị đây, đến bệnh viện có người chờ nhá. Mẹ. Trời ơi, đi ăn, chào, đi quen, mẹ đến đâu
Chị Ngân, đợt điều trị tự nguyện lần này cũng được 3 tháng rồi chị ạ. Bây giờ thấy chị cũng khá hơn nhiều rồi đó. Nào, cố gắng lên chị. Nàng của chị, sao em ác với chị vậy? Chị nói với em thế nào cũng được. Miễn sao chị đi được là em vui rồi. Em đúng là... Nàng của chị đây, chị đi tới đấy em trả nàng lại cho chị nào. Tốt rồi, cố gắng lên chị. Thôi, nàng của chị đây. Thế là hôm nay em bớt cho chị đó nha. Cảm ơn em đã hết lòng vì người bệnh như chị. Nhưng hiểu ạ, số mệnh thì khó mà vượt qua em ạ. Chị không được bi quan như vậy. Tập phục hồi chức năng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh cần phải có sự nỗ lực kiên trì, mà đặc biệt là phải có niềm tin và sự lạc quan nữa chị ạ. Thì chị cũng đang lạc quan mà em. Nhưng chị tài... Bệnh của chị nặng quá nên... Nặng thì mới phải cố gắng gấp bội chị ạ. Thôi ta giải lao một chút. Chị ngồi xuống đấy em xoa bóp chân cho chị. Chị như là đứa trẻ chập chừng tập đi. Còn em như là mẹ vậy. Thầy thuộc như mẹ hiền mà chị. Đến tình nơi mới bắt được té xé tình. Đúng là mèo mả ra đông mà lì. Rứa mong gọi là bác sĩ đó. Kìa mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Đây là... Bà không được xúc phạm đến chúng tôi. Lại con chúng tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà chim chuột trăng hoa cứ bọp bọp xoa xoa. Điều trị chi kiểu nở, điều trị gì kiểu nở. Bà không thấy tôi đang tiến hành làm các thủ thuật trị liệu để giúp chị Ngân phục hồi chức năng đó sao? Túi thấy 2 năm rò 10 phục hồi cơ mà phục cách thì có. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nói những lời sai sự thật. Điều dưỡng đây đang giúp con điều trị để đôi chân con sớm trở lại bước đi. Tấm thân tàn cùng mang theo những nỗi niềm bất hạnh, được bệnh viện sẻ chia đồng viên điều trị. Người thầy thuốc nơi đây được kính trọng tin yêu. Đúng rồi, chị hãy giữ lấy tình yêu của chị đi. Nhân đây tôi cũng thông báo với chị luôn là con trai tôi đã có người phụ nữ khác, giỏi giang xinh đẹp, lại sắp sửa sinh cho tôi một đứa cháu nội rồi đó. Bà nên nhớ rằng dù thế nào thì chị Ngân hiền vẫn là vợ hợp pháp của con trai ba và là con dâu của ba đó. Dâu sửa rồi nhá. Chào. Trời ơi. Chị Ngân trời ơi, sao cuộc đời tôi lại bất hạnh thế này. Thân tàn phế, không con chồng bỏ. Có ai khổ như tôi không hả trời? Chị Ngân, chị hãy bình tâm lại. Dù thế nào đi nữa thì những người thân yêu vẫn luôn ở bên chị. Chị còn có chúng tôi, còn có bệnh viện luôn sẵn sàng giúp đỡ chị vượt qua nỗi đau và khó khăn này. Nghe lời hiểu đi chị. Chị hãy mạnh mẽ lên. Ngã ở đâu, hãy đứng dậy và bắt đầu ngay tại đó. Cảm ơn em. Nhưng chị không muốn sống tiếp nữa. Có chuyện gì vậy các em? Dạ thưa chị, chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi chị ạ. Không thể để bà ta đến bệnh viện làm nhục chị Ngân vậy, hiểu được. Bác ơi, bác kêu chị cháu với. Cháu cứ bình tĩnh, hiểu. Có phải mẹ chồng của Ngân vừa đến? Dạ, vâng ạ. Chị hiểu rồi, cây ngay không sợ chết đứng. Ngân, em cứ bình tĩnh. Chị rất tin vào nhân cách của em, hiểu ạ. Em là một nhân viên chuẩn mực về đạo đức, rất vững về chuyên môn, có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận
tình hết lòng vì người bệnh. Chị ơi, thôi thì em xin ra viện. Chỉ vì em mà Hiếu bị vạ lây, bệnh viện thì bị phiền toái. Em đến đường cùng rồi chị ạ. À, kìa, chị Ngân, chị đang cố gắng từng ngày. Chúng tôi đã cố gắng giúp chị, bệnh của chị đang tiến triển tốt mà. Chị mà ra viện thì bao nhiêu công sức của anh Hiếu, của bệnh viện đổ chuẩn xong cho mẹ ra chị. Dạ thưa chị, thực tình thì tình hình của chị Ngân bây giờ... Dạ thưa bác, chị cháu bây giờ không còn gì nữa bác ạ. À, nếu mà ở lại điều trị thì cũng không có tiền đâu mà chi trả viện phí. Chị biết thời gian điều trị tự nguyện kéo dài, số tiền viện phí mà Ngân phải chi trả là rất khó khăn. Cho nên lời đề nghị của Hiếu xin hỗ trợ một phần viện phí cho Ngân đã được ban lãnh đạo họp thống nhất và đồng ý. Thật thế hả chị? Em vui quá. Kìa, chị Ngân, chị vui lên đi chứ. Em sẽ cố gắng, em sẽ tiếp tục mà. Nhưng... Không, không những gì nữa. Vậy là chị tiếp tục được chữa trị rồi. Chị mau cảm ơn các bác sĩ đi chị. Em cảm ơn ban giám đốc bệnh viện. Ơn này, biết đến bao giờ em mới trả được. Ơn về huệ gì em, cứu người là trách nhiệm của ngành ý mà. Ngân, em không được yếu đuối như vậy, phải dũng cảm và mạnh mẽ lên, phải cố gắng luyện tập để còn quay trở lại bục giảng đứng lớp. Còn là nhiệm vụ cao cả là sinh con và làm một người mẹ tốt. Cố lên em, ngày mai tương lai còn ở phía trước. Nào, ta tiếp tục đi chị. Nào, hãy cố gắng lên. Hãy bỏ nắng ra và ta đi về phía trước. Kính thưa quý vị, trong không khí buổi lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam hôm nay, thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo bệnh viện lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm của một vị khách đặc dạ, biệt. Em chào chị. Chào hai mẹ con. Em tặng chị. Nào, cho bác bé cháu yêu nào. Sau 5 năm kể từ ngày Ngân được điều trị tại đây, giờ Ngân trở lại có đôi lời tri ân của mình. 5 năm đã đi qua như là một giấc mơ kỳ diệu. Bệnh viện phục hồi chức năng đã cho tôi hồi sinh cuộc sống. Việt mấy ân tình xin trao gửi lời tri ân. Chăm sóc tận tình như những người thân, như những người ruột thịt, thấu hiểu nỗi đau buồn vui cùng chia sẻ. Y đức sáng ngời người thầy thuộc Việt Nam. Kìa chị Ngân, hiểu tự hào biết bao những tình cảm người trao, được người bệnh yêu, được nhân dân danh bằng. Y bác sĩ chúng ta càng quyết tâm rèn luyện để mai sau giữa đời người thầy thuộc Việt Nam. Thưa các bác các cô, Ngân đã trở lại bục giảng và được làm mẹ là cả một chặng đường đầy chông gai vất vả với bao nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng chính bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An đã cho Ngân tất cả để Ngân bước lại những bước đi trên con đường cuộc sống, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho Ngân, cho tất cả người bệnh và những người khuyết tật đi tới tương